Nga tố Ukraine tấn công nhiều điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Dàn UAV Ukraine lao đến Moscow trong ngày bầu cử cuối cùng. Tướng Đức thừa nhận vũ khí phương Tây không thể giúp Ukraine lật ngược thế trận. Áo đặt mục tiêu cai hoàn toàn khí đốt Nga vào năm 2027. Ngày 17 tháng 3 là ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, hơn 58% cử tri đã đi bỏ phiếu và tỷ lệ này sẽ tăng cao sau ngày bỏ phiếu cuối cùng. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, hoạt động bầu cử diễn ra khá xuân sẻ, song phía Nga cũng đưa ra một số cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại. Hôm ngày 16 tháng 3, Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Kherson và Zaporizhia, hai khu vực mà Moscow sáp nhập hồi năm 2022 thông qua các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Chia sẻ với hãng thông tấn tát, bà Natalia Ria Benkeza là một quan chức phụ trách bầu cử cho biết, vào sáng ngày 16 tháng 3, các lực lượng Ukraine đã thả thiết bị nổ từ máy bay không người lái xuống một điểm bỏ phiếu ở làng Plago vestchenka tại vùng Zabudizhia. Theo bà Ria Benkeza, đây là vật liệu nổ phốt for Vụ tấn công không gây ra thiệt hại về người và tài sản. Bà Ria Benkeza nói, «Chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người, tất cả những người muốn đi bỏ phiếu». Trước đó hôm ngày 15 tháng 3, Ủy ban bầu cử ở vùng Khê Sơn cho biết Ukraine đã pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Kakhovka và làng Prilepka. Hậu quả đã có người bị thương. Giới chức địa phương khẳng định sẽ tiếp tục công việc và đảm bảo người dân địa phương có thể bỏ phiếu trong ngày quan trọng bất chấp những nỗ lực đe dọa từ đối phương. Ngoài ra, một thiết bị nổ đã được kích nổ trong thùng rác nằm bên ngoài điểm bỏ phiếu ở thành phố Eskadov và may mắn không gây ra thương vong. Theo chính quyền địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vùng Khê Sơn vào ngày 16 tháng 3, ngày bỏ phiếu thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã đạt 77%. Hơn 72% cử tri đủ điều kiện cũng đã bỏ phiếu ở vùng Zaporizhia. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày và cũng là lần đầu Nga sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đang cạnh tranh với ba ứng cử viên khác là Leonid Slutsky, Nikolai Haritonov và Vladislav Davankov. Tổng thống Putin đã kêu gọi cử tri trên khắp đất nước, bao gồm cả các vùng lãnh thổ mới sắp nhập, đi bỏ phiếu để xác định rõ ràng tương lai của nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chỉ có những công dân Nga mới quyết định được tương lai của đất nước và nguồn quyền lực duy nhất ở Nga nằm ở người dân. Người dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sắp nhập cũng đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực này đều vô hiệu và họ sẽ truy tố bất kỳ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu. Ngày 17 tháng 3, thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, thông báo trên Telegram rằng ít nhất 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên đường tới Moscow vào lúc dạng sáng cùng ngày. Thị trưởng Sergei Sobyanin xác nhận, lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận Domodedovo đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Ông cũng lưu ý rằng hai mục tiêu đối thủ đã bị bắn hạ trong khu vực. Ông nói, hai chiếc uav nữa mà chúng tôi đã chặn ở các quận ramensky và stubino sobianin cho biết thêm một giờ sau đó thị trường sobianin cho biết không có thiệt hại nào xảy ra và không có ai bị thương ở những khu vực nơi mảnh vỡ rơi xuống đồng thời cho biết thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với các sự cố sân bay domodedovo của moscow nằm ở phía nam thủ đô cũng không báo cáo bất kỳ sự bất thường nào trong hoạt động của mình cùng lúc đó một số máy bay không người lái của ukraine đã cố gắng tấn công một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavian thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây ra đám cháy. Kể từ ngày 12 tháng 3, quân đội Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc xâm nhập lãnh thổ Nga, tấn công nhiều vị trí dọc theo biên giới với các khu vực Kurs và Benkorod của Nga. Những cuộc tấn công này được thực hiện bởi quân đoàn tình nguyện Nga, RDK và quân đoàn tự do Nga. Các đơn vị bán quân sự có thành viên là người Nga, nhưng do cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR chỉ đạo. Moscow trước đó đã liệt kê các nhóm trên vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo thờ Kiev Independent, ngày 16 tháng 3, Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine, ông Kirill Budanov nói rằng các nhóm vũ trang thân Ukraine đã trở thành một lực lượng trong cuộc chiến và Kiev sẽ hỗ trợ các hoạt động của những nhóm này trên lãnh thổ Nga. Ông Budanov nói, không còn nghi ngờ gì nữa, tính chủ thể của lực lượng dân quân chống điện Kremlin đã hình thành. Họ không thể được gọi là một nhóm nữa, giờ đây họ đang trở thành một lực lượng. Ông Budanov nhấn mạnh rằng, các nhóm vũ trang trên không có kế hoạch dừng lại trong thời gian tới và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Cũng theo quan chức này, các nhóm vũ trang chống điện Kremlin đã giúp đỡ Ukraine ngay từ đầu xung đột Nga-Ukraine và các lực lượng Ukraine sẽ cố gắng hỗ trợ họ trong phạm vi có thể. Hiện Nga trước bình luận về phát ngôn của ông Budanov, nhưng trước đó Moscow đã cảnh báo rằng các nỗ lực tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga sẽ không thành công. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bill hôm 16 tháng 3, tướng Đức Harald Kujat cho biết các loại vũ khí của phương Tây không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự của mình. Theo ông, những loại vũ khí của phương Tây, bao gồm cả tên lửa Taurus của Đức, cũng không thể giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Ông Harad Kujat nói, Chúng ta cần phải tuyệt đối hiểu rõ rằng, không hề có vũ khí thần kỳ, không một vũ khí nào, kể cả Taurus, có thể thay đổi cục diện trên chiến trường Ukraine và khiến Nga rơi vào tình thế khó khăn, không thể đạt được mục tiêu của mình, không một hệ thống nào có thể cung cấp được điều này. Tướng Kujat cũng nhấn mạnh rằng, cần tránh cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho lực lượng vũ trang Kiev vì Berlin sẽ không thể kiểm soát việc sử dụng chúng. Tướng Đức nói thêm rằng tấn công vào một số mục tiêu tại Nga bằng tên lửa này sẽ dẫn đến thảm họa quốc gia cho Đức. Ông Harald Kujat kết luận, tôi hy vọng rằng Thủ tướng Olaf Sol sẽ kiên định với quyết định của mình. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Olaf Sol đã loại trừ việc cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine bởi việc sử dụng hệ thống này cần có sự tham gia của quân đội Đức. Ông khẳng định, Đức không thể điều quân nhân đến Ukraine cùng tên lửa Taurus để hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát mục tiêu, tương tự cách Anh và Pháp đang áp dụng. Ông nói, hành động này đồng nghĩa với trực tiếp hoặc gián tiếp can dự và xung đột, đó là điều bất khả thi. Thủ tướng Đức cũng bác bỏ những chỉ trích xoay quanh quyết định từ chối chuyển giao tên lửa Taurus. Ông nhấn mạnh rằng, Đức là một trong những nước viện trợ nhiều vũ khí nhất cho Ukraine trong hơn hai năm xung đột. Taurus là tên lửa hành trình phóng từ máy bay và ứng dụng thiết kế tàng hình. Mỗi quả đạn nặng 1,4 tấn, đạt tầm bắn 500 km và có thể bay ở độ cao 30 đến 70 m với tốc độ 1.100 km h Tên lửa sử dụng đầu nổ kép Mephisto nặng 481 kg, có khả năng xuyên qua lớp đất hoặc bê tông dày trước khi kích nổ ở bên trong công trình ngầm của đối phương. Mục tiêu chính của Taurus là hầm ngầm kiên cố, sở chỉ huy và liên lạc, sân bay, bến cảng, kho tàng vũ khí, tàu chiến và cơ sở hạ tầng. Theo nhận định của giới chuyên gia, tầm bắn xa của tên lửa Taurus sẽ giúp ích nhiều cho hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine nếu chúng được chuyển giao. Kiev đã nhiều lần đề nghị Berlin chuyển giao tên lửa Taurus, song chưa được đáp ứng. Dù Đức hiện là quốc gia đứng đầu Liên minh Châu Âu EU về cam kết viện trợ vũ khí Ukraine, sức ép với Đức về cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine gia tăng sau khi Anh, Pháp năm ngoái chấp thuận viện trợ cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn 250 đến 560 km tùy biến thể. Loại tên lửa này đã được sử dụng để tập kích các mục tiêu quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea, gần nhất là vụ phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novocheka của Moscow hồi tháng 12 năm ngoái. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken mới đây, Ngoại trưởng áo Alexander Schallenberg cho biết chính phủ nước này đã đặt mục tiêu ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga vào năm 2027, Ngoại trưởng Schellenberg nêu rõ, Áo đang nỗ lực thực hiện mục tiêu độc lập 100% với khí đốt của Nga vào năm 2027. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Áo, bà Leonon G. Westler đã kêu gọi thực hiện các bước đi triệt để nhằm cắt giảm sự phụ thuộc của nước này vào khí đốt của Nga, bao gồm cả việc phá vỡ thỏa thuận dài hạn mà công ty năng lượng nhà nước OMV ký với tập đoàn Gazprom của Nga cho đến năm 2040. Theo bà G. Westler, vào tháng 12 năm 2023, tỷ trọng khí đốt của Nga trong tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Áo đã tăng lên mức kỷ lục mới là 98%, từ mức 79% vào tháng 2 năm 2022. Tập đoàn OMV cho biết họ sẵn sàng tìm nguồn cung khác thay thế khí đốt của Nga để phục vụ nhu cầu trong nước trong dài hạn, nhưng để từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga, trước tiên phải phát triển một khung pháp lý phù hợp. Thoát khỏi khí đốt của Nga đồng nghĩa với việc sẽ phá vỡ hợp đồng với Gazprom mà tập đoàn OMV đã ký vào năm 2018 để cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu khí đốt của Áo kéo dài đến năm 2040. Liên minh châu Âu-EU có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt từ quốc gia bị trừng phạt này, đặc biệt là Áo và Hungary. Năm ngoái, trong khi hầu hết các nước thuộc EU cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga do chiến dịch quân sự ở Ukraine, thì Áo đã tăng cường mua khí đốt của Nga. Năm ngoái, Thủ tướng Áo Khan Nehammer đã khẳng định rằng một ngày nào đó nước này có thể không dùng khí đốt Nga, nhưng điều này khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Ông Nehammer nhấn mạnh Viên sẽ tiếp tục mua nhiên liệu từ Moscow. Ông Nehammer nói thêm, OMV, Nhà cung cấp khí đốt lớn nhất Áo đã ký hợp đồng với Gazprom cho đến năm 2040 và không thể đơn giản rút khỏi hợp đồng đó trong chớp mắt, theo một tuyên bố từ công ty năng lượng OMV của Áo hồi tháng 10 năm 2023. Tập đoàn năng lượng này đã mua trung bình 5,4 terawatt giờ, tương đương hơn 55 triệu mét khối khí đốt tự nhiên của Nga hàng tháng trong quý 3 năm 2023. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với lượng khí đốt nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2022. Đối với tổng nguồn cung của OMV sang Áo và Đức. Thời điểm đó OMV cho biết việc nhập khẩu khí đốt này là một phần trong thỏa thuận lâu dài của công ty với Gazprom của Nga. Tuyên bố cho biết sự không chắc chắn về khối lượng giao khí đốt trong tương lai vẫn còn và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể hơn nữa, đặc biệt trong trường hợp việc giao hàng thực tế khác biệt đáng kể so với khối lượng đề xuất.